Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Phong tung cú đánh quyết định, Nguyễn Văn Thể đỡ thế nào đây? Sắp tới Hội nghị Trung ương 3, võ đài chính trị Việt Nam cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Kẻ tung đòn, người đỡ đòn cứ xuất hiện liên tục. Nói cho cùng cũng chỉ vì chiếc bánh quyền lực nó dụ dỗ những quan chức của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lao đầu vào đấu nhau chí tử. Ở đất nước không có dân chủ thì nó là như vậy. Võ đài chính trị Việt Nam như là một cái chuồng lợn, mạnh con nào con nấy tự giành lấy miếng ăn cho mình. Hết cơ hội này người ta lại tạo cơ hội khác, hết hiệp đấu này người ta lại tham gia hiệp đấu khác, và hết sang đấu này người ta lại nhảy sang sàng đấu khác. Cứ như vậy, như một cái chợ trời quyền lực trong đảng, bát nháo hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang muốn chiếc ghế của ông Nguyễn Thành Phong. Nguyễn Văn Thể rất muốn trở vào thành phố Hồ Chí Minh để giành một chiếc ghế vào và sau đó là tìm kiếm cơ hội vào Bộ Chính trị. Sau khi thất bại trước Phan Văn Mãi tranh chiếc ghế do ông Trần Lưu Quang để lại, lần này Nguyễn Văn Thể quyết một trận sống mái với Nguyễn Thành Phong, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và Nguyễn Hồng Lĩnh đang là Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Và đây cũng là canh bạc cuối cùng để Nguyễn Văn Thể ra khỏi chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Bởi giữa Nguyễn Văn Thể và Phạm Minh Chính đã không hợp nhau cho lắm. Nguyễn Văn Thể vốn là người của ông Nguyễn Phú Trọng, mà người của ông Trọng lại ngồi trong chính phủ thì ông Phạm Minh Chính khó làm được việc. Vì làm việc gì cũng như có người theo dõi, có người cản đường. Ông Nguyễn Văn Thể thì muốn ra khỏi chính phủ, nhưng ngược lại ông Nguyễn Phú Trọng thì vẫn muốn ông Thể ở lại. Và nếu ở lại, bản thân ông Thể cũng bị Phạm Minh Chính kiểm soát rất chặt chẽ, bởi mỗi cách làm của ông Nguyễn Văn Thể đều rất có thể gây hậu quả cho ông Phạm Minh Chính, và ông ta là người đứng đầu chính phủ sẽ bị lãnh hậu quả và bị ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục áp sát. Vì Phạm Minh Chính là cấp trên của ông Thể cho nên mọi tội lỗi lại đổ lên đầu ông đương kim thủ tướng. Và riêng ông Nguyễn Văn Thể thì vào Sài Gòn cũng sẽ không được chào đón vì nhóm ăn đất Thủ Thiêm rất ngại một con người đã từng quản lý xây dựng hạ tầng như ông Thể lại soi những sai phạm ở Thủ Thiêm. Không khéo, nhóm ăn đất Thủ Thiêm lại bị tội chồng thêm tội nữa. Và dư luận đặt ra là cơ hội cuối cùng thì Nguyễn Văn Thể sẽ bị chuẩn bị cho trận đấu này ra sao? Nguyễn Thành Phong không phải là đối thủ dễ chơi. Ông Phong tất nhiên là có mối quan hệ rất tốt với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tuy nhiên, ông Phong cũng tạo quan hệ rất tốt với Nguyễn Văn Nền. Mối quan hệ tốt đến mức ông Phong đã làm cho ông Nền ủng hộ Phan Văn Mãi về nắm Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh. Theo như chúng tôi được biết, Nguyễn Thành Phong quan hệ cũng rất tốt với Nguyễn Văn Nền, nhưng hoàn toàn không được mối quan hệ tốt với người đứng đầu của đảng như ông Nguyễn Văn Thể. Chính vì lẽ đó, việc Nguyễn Văn Thể đấu với Nguyễn Thành Phong đấu nhau được ví như một cặp đấu kẻ tám lạng, người nửa cần vậy. Cũng đã nhiều tháng nay, Nguyễn Thành Phong chạy ngược chạy xuôi vận động cả thế lực thành phố và thế lực trung ương. Thế lực thành phố thì tất nhiên luôn ủng hộ Nguyễn Thành Phong rồi, còn thế lực trung ương thì chưa chắc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đang quyết bám chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và khả năng Nguyễn Thành Phong ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch thành phố là khá cao. Nếu Nguyễn Thành Phong không là người thân quen với cánh Lê Thanh Hải, thì ông Nguyễn Phú Trọng chẳng cần thay làm gì. Vì bản thân, ông Nguyễn Thành Phong cũng làm việc khá ăn ý với Nguyễn Văn Nền. Tuy nhiên, ăn ý trong công việc khác, còn việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng thì bản thân Nguyễn Thành Phong là một cản trở. Không biết ông Trọng muốn thay Nguyễn Thành Phong thì ông có thay nổi hay không mà thôi. Và Nguyễn Thành Phong nếu không bị vướng một vụ đốt lò thì có thể ông Phong đã là ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13 rồi. Và ngày càng dư luận cho rằng ông Nguyễn Văn Thể càng để vụt mất cơ hội. Trước một Nguyễn Thành Phong chiến đấu ngoan cường thì không biết ông Thể có thắng nổi hay không mà thôi. Nếu không có sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Thể sẽ khó thắng ông Phong. Đằng này có bàn tay ông Trọng thì chưa biết cuộc chiến sẽ ngã ngũ như thế nào. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Trọng ngày một yếu đi, đàn em thân tín cũng sẽ dần rời xa để tiếp tục làm quen với những người chủ mới. Và Nguyễn Thành Phong đi được bước tiến
hết sức vững chắc. Vào ngày 24 tháng 5, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi vô cùng quan trọng của Nguyễn Thành Phong trước Nguyễn Văn Thể. Về mặt uy tín, ông Phong với chính quyền thành phố, ông Phong được sự hỗ trợ rất mạnh. Phải nói rằng sau lần bầu bán nội bộ này, ông Phong đã gửi tới ông Nguyễn Văn Thể một thông điệp rất rõ ràng rằng muốn hất Nguyễn Thành Phong này không phải là dễ. Được biết, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc vào sáng ngày 24 tháng 6, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thành Phong đang chỉ đạo cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nếu chống dịch thành công thì ông Phong sẽ giành được điểm cộng với Trung ương Đảng. Khi đó, cơ hội cho Nguyễn Văn Thể lại càng ít đi. Và trình bày chương trình hành động trước Hội đồng Nhân dân, ông Nguyễn Thành Phong cũng đã cam kết sẽ tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn cầu thị lắng nghe để kiểm chứng sự phù hợp của chính sách và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền thành phố, nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp ở đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đang củng cố sức mạnh của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Thể cũng có thành tích bảo vệ các doanh nghiệp làm dự án BOT. Tuy làm mất lòng người dân, nhưng ông Thể cũng được điểm cộng với Bộ Chính trị. Vì nói cho cùng, những ông chủ thực sự của các dự án bốt bẩn BOT đấy là các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng, chứ không ai khác cả. Họ đã thông qua đây các doanh nghiệp để rửa tiền. Ông Nguyễn Văn Thể làm chính trị cũng rất thức thời, chứ ông không chịu kém cạnh hơn Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong năm nay 59 tuổi, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân, lý luận, chính trị. Ông cũng là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12 và 13, đại biểu Quốc hội các khóa 10 và 11. Và ông Nguyễn Văn Thể sẽ làm gì với người gốc rễ vững chắc như Nguyễn Thành Phong hiện nay? Nguyễn Thành Phong đi lên từ Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù ông Phong là người Bến Tre, ông Phong là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995. Một năm sau đó, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đến tháng 9 năm 1999, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và năm 2002, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn và năm 2005, ông giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Và đầu năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2. Và tới năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tới năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và tới năm 2013, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Đến tháng 3 năm 2015, ông được Trung ương Đảng điều động trở lại Thành phố Hồ Chí Minh giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Và tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào giữa tháng 10 năm 2015, ông Phong tái cử Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và tới ngày 11 tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Thành Phong được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đến nay. Đến ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Phong tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức này cho đến nay. Vào ngày 17 tháng 10 2020, ông Phong lại tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Và đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Phong được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Và tới tháng 5 năm 2021, ông Nguyễn Thành Phong được cử tri quận 1 bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Và cho tới bây giờ, người ta chưa thấy ông Nguyễn Văn Thể có thành tích đấu đá gì. Ông chỉ là người được cánh tay của ông Nguyễn Phú Trọng giúp đỡ. Tuy nhiên, chớ xem thường ông Trọng. Tuy ông đã già, ông đi không nổi, nhưng ông lại dùng quyền lực rất uyển chuyển và nhiều mưu mô thủ đoạn khôn lường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp gì cho Nguyễn Văn Thể ở Hội nghị Trung ương 3 tới đây.
Nguyễn Văn Thể sẽ chờ đến cơ hội Hội nghị Trung ương 3 và chiến thắng tại Hội nghị Trung ương 3 sẽ thắng chung cuộc. Vậy nên, dù Nguyễn Thành Phong đã chuẩn bị hậu phương quỹ cỡ nào, thì cuộc chiến lần này hứa hẹn sẽ có nhiều cam go cho Nguyễn Thành Phong. Không biết Nguyễn Thành Phong sẽ đỡ đòn như thế nào, và chúng ta sẽ chờ đợi Hội nghị Trung ương 3, thì những kết quả sẽ dần lộ diện. Phe nào thắng phe nào trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thành Phong tung cú đánh quyết định, Nguyễn Văn Thể đỡ thế nào đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.